Cái hồi con thì hiện tại miếng giường này đang kêu cho mướn ha, 20 công đó, ngoài mặt lộ rồi. Con thấy mặt lộ có đường đi vô vậy con thấy uy tín tới rồi, rất là thoải mái luôn ha. Chừa đường cho con chạy xe vô để chăm sóc miếng giường đằng sau. Thì tổng miếng giường này là khoảng bao nhiêu cây vô? 381 cây. 381 cây là 20 công đất heo con. Nó thì đang kêu cho mướn nó, để từ từ để hỏi chú này cho mướn nhiêu và bao nhiêu năm ha. Chia sẻ cụ thể mới thì quay cái đường cho bà con mình xem là nghe mặt tiền luôn nha. Xe bốn bánh chạy tới, ví dụ như những cái công ty nào lớn thì muốn mà kiểu như vô mướn miếng đất này để canh tác thì cứ việc liên hệ với em ha. Em sẽ cho số điện thoại và dẫn những người đó lên coi miếng giường này để mình không có hỏi hận ha, là kêu giá này là giá chết luôn. Được thì bà con cứ việc liên hệ, còn không được thì bà con xem chơi cho vui ha. Đó, thì mình đặt cây này là cây gì chú? Mảng hon hết ha. Dạ. Dạ, 80 ghi 6. Là miếng đất này 20 công, là bề ngang này là trồng được mấy liếp đi chú? 9 liếp. Bề ngang này 9 liếp là cây cây mình trồng bao nhiêu? 7 mét ha. 7 mét vuông hết. Dạ, rồi cái mặt liếp này là bao nhiêu? Mặt liếp 5 mét. Mặt liếp 5 mét ha. Dạ. Rồi thì cây này mình đặt được bao nhiêu tháng rồi? Này 2 tháng rồi. 2 tháng hả? Hệ thống ống nước đâu đầy đủ hết hả chú? Đầy đủ hết rồi. Dạ. Còn không có khoảng 100 cây chưa trồng. Trồng 100 cây chưa trồng ha, là dự định cũng trồng ha. Nuôi cây rồi trồng. Dạ. Rồi, thì bây giờ giá mà chú mong muốn mà để vô đây canh tác miếng đất này là giá khởi điểm là cho 20 công này là 381 cây là bao nhiêu? 2 tỷ. 2 tỷ hả? Rồi, 2 tỷ. 2 tỷ cho 20 công ha. 20 công. Dạ, rồi mình trồng tiền là như thế nào? Thì trước mắt là trồng một nửa đi, còn lại thỏa thuận trồng 5 năm. Trồng phân nửa trước 1 tỷ, còn 1 tỷ thì mình hỏi hận trồng 2 lần hay sao? Đó, dạ. Trồng 5 năm mà trồng 2 lần. Dạ. Cho dễ thở chút. Dạ. Thì khu vực này là ở Kinh Cái hả chú? Kinh Cái. Ở Kinh Cái. Đường này đường Kinh Trà. Đường này đường Kinh Trà. Dạ. Đó, cho con coi cái đường ông ải là vô đậu xe bốn bánh và vô đây cho người làm thôi là rất là tuyệt vời luôn ha. Đó, để đi nhà ở luôn vô. Dạ. Đó đụng phá cây thôi, cất nhà ở luôn. Dạ, là cho phá cây cất nhà luôn hả? Thì đó, mướn rồi cứ phá. Dạ, dạ rồi. Dạ. Mướn cứ phá cây cất nhà thoải mái luôn. Dạ. Rồi, thì có gì bà con mà thấy ưng miếng đất này, nói chung miếng đất này rất đã ha, chạy dài đây tới dưới, nói chung là vòng vòng đây chuẩn bị lên giường hết rồi chứ không phải mà đất ruộng gì hết bà con đó, cho nên bà con khỏi sợ gió này kia đâu đó. Nếu mà miếng đất mình mướn 15 năm cũng như miếng đất của mình rồi, mình có vốn mình cứ việc vốn mạnh, cứ việc chạy hàng rào giáp vòng hết, nói chung là lên đi chang như 15 năm là muốn hết phần nửa cuộc đời của mình rồi, mình có thể là mình canh tác miếng đất này ha, ăn về sau lâu dài được hết bà con đó. Đi dài xíu dưới xíu chung coi miếng đất này như thế nào. Là nước nôi đồ là ngoài sông đó là sông mặt tiền luôn hả con? Sông đó là sông mặt tiền, hút nước ngoài đây vô là cũng ok ha. Dạ. Này đang trồng sen với mít luôn hả chú? Dạ. Rồi. Lên cái đề bao này nói chung cũng quá ok ha bà con. Đó đây dạ, dưới cái đề bao này nếu mà dạ. Nếu đề bao này nếu mà mình sửa mình chạy xe đây hẳn xuống tới cái 500 thôi con. Cái mặt tiền này được cái là mướn đất này được hai mặt tiền trỏng là mình hút nước đập ra, mặt tiền lớn hút nước đập vô luôn ha. Đó, nói chung là cũng quá trời ok, lên mô đồ bài bản cao gáo hết rồi. Giờ chỉ việc lên đây nếu mà có tiền bỏ vô là mình xử lý ha. Là chia ra tính ra là 10 công là kêu cho mướn 15 năm là khoảng 1 tỷ thôi con. Là 20 công thì kêu cho mướn 2 tỷ. Thì có gì bà con cần thì cứ việc liên hệ với em. Em sẽ dẫn bà con lên miếng đất này cho bà con mướn. Còn mà bà con không có khả năng thì cái việc xem video cho vui. Và ví dụ bà con nào mà ví dụ xem video thấy hay mà có ai mướn gì đó thì cứ việc điện thoại em chỉ cho và em gửi tiền cà phê ha. Chục công cũng được. Không khả năng cũng cho mướn chục công luôn. Chục công luôn. Dạ rồi. Đó, không khả năng vẫn cho mướn chục công luôn ha. Đó. Chục công thì giá 1 tỷ thì trồng phân nữa thì 500. Rồi 2 năm sau hỏi hận, nói chung cũng rất là thoải mái cho bà con mình. Mình ở đây khu vực miền Tây. Đó. Đây dài dư quá đã luôn nè. Dạ. Rồi điên khúc thôi, đi tới dưới là chết luôn chứ xa lắm. Đó. Như đây quay cho bà con mình cũng hình dung được rồi ha. Đất mặt tiền này kia đồ. Nếu mà em có tiền em cũng mướn miếng này để canh tác ha. Với giá sầu riêng này hiện tại giờ khoảng 4 năm nữa mình lấy bối, nói chung thì giá mình bỏ ra này kia đồ mình tính toán, nếu cân đo đong đếm được thì mình lên mình mướn miếng giường này thì cái việc liên hệ với em. Còn không thì cái việc xem cho vui, ví dụ bà con mình xem mà anh em gì bà con có mướn thì cái việc coi lại video này và liên hệ với em, em gửi tiền cà phê cho những người chỉ qua hồng ha bà con. Đó. Dài tới đó luôn ha bà con. Rồi.
Thì để đi vô để xin cũng kết thúc video như vậy là cũng quá ok rồi. Ví dụ bà con cần thì cái việc liên hệ ha. Đất hai mặt tiền luôn nha bà con. Một mặt tiền kinh 4m và một mặt tiền kinh 500. Đó, miếng đất này nó hạ dài xuống tới dưới luôn 20 công. Đó, cho bà con mướn là đất mướn hợp đồng đàng hoàng y chang như là 15 năm đó, là đất đó là đất chính chủ của bà con luôn ha. Đó. Thì nãy giờ video cũng khá dài rồi. Nó nói chung thì em có cũng một số miếng đất nữa. Mấy miếng đất mà chống chống bên kia là kêu khoảng 170 triệu công. Ví dụ nói chung bà con cần gì thì cái việc alo em dẫn lên đây. Khuôn này là đang kêu cho mướn rồi bán đồ rất là nhiều, giá rất là bèo ha. Nó như em có làm một clip đăng lên kêu bán miếng đất có 250 triệu à, mà chồng cũng sầu riêng sẵn. Nó là kêu bán 250 triệu, còn này kêu mướn thì tầm khoảng 2 tỷ 20 công, mà cho 15 năm nha bà con, nhấn mạnh là 15 năm. Đó, thì gọi vòng vòng mấy miếng đất ruộng chưa lên cũng kiểu con 170 bà con. Có mặt tiền đi hẳn vô luôn, rất là ok luôn, rất là thoải mái. Nói chung bà con mà đang dự định mà kiếm đất để mua thì cứ việc liên hệ với em sẵn sàng để hỗ trợ cho bà con lên, bà con gửi tiền cà phê cho em thôi. Đó.